Do được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất bình quân 1 hectare trồng ổi đạt gần 50 tấn quả một năm. Với giá bán bình quân là 10.000 đồng một kg, trừ chi phí thì các hộ dân thu lãi 200 triệu đồng một hectare một năm. Hiện nay hợp tác xã có 15 thành viên tham gia sản xuất với tổng diện tích gần 20 hectare. Toàn bộ diện tích này đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Cáp. Sản phẩm ổi đang được huyện Hà Trung lựa chọn xây dựng sản phẩm ô cốp năm 2022.